Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh xem tarot của Na. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một trả bài về việc là họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn. Thì mình nhắc lại là đây là trả bài chung, một cái trả bài không chọn tụ, cho nên là các bạn hãy chọn lọc những cái thông tin ở đây, thông điệp ở đây, tích cực và cởi mở lung mình, và bỏ qua những cái thông tin nào, thông điệp nào mà các bạn cảm thấy không liên quan nhé. Bởi vì đây là mang năng lượng của rất là nhiều người, và mình sẽ trải bài lên và xem là trong trải bài đó có những cái thông tin nào thì mình sẽ đọc lên thôi nhé. Ok, đây mình sẽ xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên với trải bài này cùng Nas, và chúng ta sẽ cùng nhau xem rằng cái người mà họ tổn thương bạn á, có thể là đã tổn thương bạn trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, hoặc là vừa mới đây họ làm một cái điều gì đó tổn thương bạn, thì họ đang cảm thấy thế nào nhé. Ok, và có thể là cái không gian của mình nó sẽ hơi ồn, cho nên là mình mong là các bạn có thể thông cảm giúp mình cái điều đó nhé. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn? Các bạn có laziness, cái lá này á nó vừa nhảy ra xong mình cho vào bộ bài mình xáo lại thì nó lại nhảy ra tiếp. Ok, mình lại bóc lại cái lá này. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn? Trust. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn? Healing. Participation. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn? The creator. Guidance. Compromise. Họ đang cảm thấy thế nào? Awareness. Patience. Okay. Past lives. Và cái lá xuyên suốt cho cái bộ mình vừa cháy ra ấy, đó là guilt. Okay. Mình sẽ miêu tả cái năng lượng và miêu tả cái cảm xúc cũng như là cái thái độ của người này sau khi làm tổn thương bạn nhé. Thì với cái năng lượng này thì mình cảm thấy như đây là một cái mối quan hệ mà nó khá là gắn kết. Gắn kết ở cái vị việc là ngoài tình yêu ra thì các bạn còn tình thương và còn tình thân với nhau. Cái năng lượng này nó theo kiểu là vừa là tình yêu, vừa là tình cảm, vừa là tình bạn, vừa là tình thân, vừa là người thân, theo cái kiểu như vậy. Cho nên là một cái kiểu cảm giác, một cái năng lượng mà nó giống như là một kiểu người tri kỷ vậy á. Thành ra là khi mà người này có làm bất kỳ cái điều gì, có bất kỳ cái lỗi sai nào thì có thể lúc đầu á, thì họ sẽ lờ tảng cái điều đó đi. Họ lờ đi, cái người này thường là họ sẽ lờ đi cái cảm xúc của bạn, bởi vì họ không dám đối mặt đó. Mà họ sẽ để tự bạn, cho bạn thời gian để bạn chữa lành, cho bạn thời gian để bạn nguôi ngoai, cho bạn thời gian để bạn tĩnh tâm. Nó giống như cái hình ảnh của cái người này này. Cái người này họ rất là lười trong cái việc giải thích, hoặc là họ cũng không muốn hạ thấp cái tôi của họ xuống, hạ thấp cái sự tự cao của họ xuống để họ chiều theo lòng một ai đó. Mà cái người này sẽ thường theo cái kiểu là họ, một là thứ nhất là họ sẽ lờ đi, đến khi mà lờ đi không được rồi á thì họ sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau theo kiểu đôi bên đàm phán, theo kiểu đôi bên thảo luận, chứ không phải là họ sẽ hạ thấp cái tôi của họ đâu nha. Không, cái người này cực kỳ là tự cao luôn đó. Và nếu như một trong trong một cái mối quan hệ nào đó mà theo kiểu dạng tình cảm gia đình ấy, thì cái người này thường có cái sự gia trưởng rất là lớn, tức là mình phải là cái người có tiếng nói trong gia đình, hoặc là có tiếng nói trong mối quan hệ, hoặc là cái người dẫn dắt trong mối quan hệ. Mình phải là cái người mà
đứng hàng trên chứ không bao giờ lép vế ở hàng dưới. Đây là cái kiểu năng lượng của người này. Có thể cái người này là cái người mà họ có cái sự thành công trong cuộc sống, có sự thành công trong công việc, trong xã hội, hoặc là một cái người mà rất là cầu tiến, thành ra là họ mang cả những cái năng lượng ở ngoài xã hội vào trong một mối quan hệ, hoặc là vào trong những cái mối quan hệ hôn nhân gia đình, hoặc là trong mối quan hệ gia đình. Nên là người này thường sẽ là kiểu người mà muốn người khác lắng nghe mình. Nên là cái xu hướng phát triển của cái tâm trạng của người này có thể là lúc đầu á, khi mà họ gây ra một cái lỗi nào đấy với bạn ấy, thì họ sẽ nghĩ rằng là nó đâu có đến mức nghiêm trọng như thế. Giống như một cái người mà họ đeo kính râm và họ ngồi họ tận hưởng cái kỳ nghỉ của họ, trong khi đó là bên cạnh họ thì có một cái gương vỡ và họ lờ đi cái việc đó. Và trong khi là cái hoàn cảnh này, cái khung cảnh này nó không phải là cái khung cảnh nghỉ mát, nhưng họ vẫn kệ và họ tự tận hưởng cái cuộc sống riêng của họ. Đó, một cái người mà rất là lười giải thích, lười tìm hiểu vấn đề, và thậm chí là không muốn biết là xem là vì sao mà bạn nặng xịt lên, hay là vì sao mà bạn lại có những cái thái độ hay là tỏ ra những cái phản ứng tổn thương như thế. Bởi vì cái người này họ nghĩ rằng là như chúng ta có tình thương với nhau, có tình yêu với nhau, thì đôi khi chính cái tình thương, tình thân đó nó khiến cho họ có mang một cái năng lượng của một cái sự hiển nhiên. Nếu như bạn có đủ cái sự tinh tế và quan sát ấy, thì bạn sẽ để ý là những người thân với nhau ấy, khi mà gây ra những cái lỗi lầm hay những cái sự tổn thương ấy, thì thường sẽ không, tức là cái cách hành xử và cái cách xử lý vấn đề nó rất là khác so với cái việc mà chúng ta bị gây ra cái sự tổn thương bởi một cái người ngoài nào đó. Tức là ý mình ở đây là thường chúng ta sẽ coi như cái điều đó là một cái điều đương nhiên, hoặc là chúng ta sẽ thường là để cho cái sự việc ấy, nó tự qua, nó tự để thời gian chữa lành. Và chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng là cái người kia có tình cảm với mình, cho nên là mình không cần việc gì mà mình phải kiểu giải thích quá làm gì. Bởi vì họ, dù sao họ cũng sẽ vẫn hiểu cái hoàn cảnh của mình, hiểu cái tâm trạng của mình, hiểu cái vị trí của mình, và họ để cho cái tức là thế này nhỉ, tức là họ sẽ tin tưởng vào cái việc là rồi bạn sẽ hiểu cho họ, vì hiểu là vì sao họ lại làm tổn thương bạn, hay là vì sao mà họ lại có cái cách hành xử như vậy. Cho nên là cái người này thì sau khi mà họ lờ tạng đi, sau khi mà họ để cho cái những cái tình cảm của họ ấy, hoặc là tình cảm của bạn với họ là một cái điều hiển nhiên, và họ cho, tức là lấy tình cảm để bồi vào cái sự tổn thương đó không được á, thì họ sẽ quay ra để họ đàm phán, hoặc họ sẽ quay ra để họ nói chuyện với bạn. Còn một khi mà đã nói chuyện không được á, thì họ sẽ có thể là những cái người này họ sẽ lấn lướt và họ lấy một cái gì đó ra để mà làm huề với bạn. Ví dụ như là mua quà cho bạn, tặng bạn cái này, tặng bạn cái kia, hoặc lấy một câu chuyện nào đó để làm huề với bạn chẳng hạn. Đó. Còn nếu mà không được nữa thì họ sẽ kiểu bất lực ngồi đó và chờ xem là rồi bạn sẽ như thế nào, rồi bạn có quan tâm đến họ nữa hay không, hay là rồi bạn có xì xóa với họ hay không. Tức là cái người này tưởng rằng là họ sẽ có cái sự chủ động để giải quyết vấn đề, hoặc là để như kiểu là có cái sự trách nhiệm với cái hành động của họ, nhưng mà không, cái người này bởi vì cái sự tự tôn của họ, cái sự tự cao của họ đôi khi nó lấn át đi tất cả những cái sự lý trí của họ ấy. Thành ra là rất là dễ là khi mà họ nói chuyện với bạn không được, khi mà họ đưa ra những cái phương án giải quyết không được ấy, mà theo cái kiểu dạng đàm phán thảo luận chứ không phải là kiểu xin lỗi hay như nào đâu, bởi vì họ nghĩ rằng là bạn cũng có một phần trách nhiệm trong những cái vấn đề mà họ gây ra, hoặc là họ gây ra như vậy cũng có lý do. Tức là cái người này họ nghĩ rằng là cái chuyện gì nó cũng có lý do cả, và cái sự việc xảy ra nó không chỉ là mỗi một phần đóng góp của họ, mà còn một phần đóng góp của bạn nữa, theo cái kiểu như thế. Cho nên là họ sẽ ngồi chờ, họ sẽ kiên nhẫn để xem rằng là cái sự phát triển này, cái diễn biến này nó sẽ dẫn tới đâu. Còn khi mà bạn im lặng hoặc là bạn không có bất kỳ cái phản ứng nào với họ, thì bắt đầu họ mới dấy lên trong lòng những cái sự bế tắc, những cái sự tội lỗi, hoặc là có những cái cảm giác gì đó mà nó không được yên ổn cho lắm. Nhưng mà cái điều này thì mình nghĩ rằng họ sẽ không thể hiện ra phía bên ngoài nữa, mà có thể trong cái thời gian mà bạn vật lộn với những cái sự tổn thương của mình ấy, thì người này vẫn sẽ tận hưởng cái cuộc sống của mình, giống như cái hình ảnh mà mình vừa
vừa nói xong, tức là đôi khi bạn sẽ thấy rằng là họ rất là thản nhiên, là cái cuộc sống họ vẫn chăm chút cho cuộc sống họ, họ vẫn theo đuổi mục tiêu của họ, thậm chí là nhộn nhịp hơn trước, thậm chí là cái người này còn rất là dễ là lấy công việc để bồi vào những cái khoảng thời gian mà bị tổn thương, hoặc là những cái khoảng thời gian mà chuyện tình cảm có vấn đề, và họ lại càng đâm đầu vào công việc, họ lại càng đâm đầu vào các mối quan hệ xã hội, họ lại càng đâm đầu vào những cái chuyến đi nào đó mà họ đã đặt ra, hoặc là những cái ý tưởng, những cái mong muốn nào đó mà họ có trong cuộc sống mà họ chưa có thời gian làm. Thì trong cái khoảng thời gian mà tình cảm có vấn đề thì họ sẽ làm những cái công việc như vậy. Cho nên là bạn lại càng bế tắc hơn, và khi mà bạn bế tắc, bạn im lặng hay là bạn kệ, thì cái người này bề ngoài thì họ khá là sôi nổi, nhưng phía bên trong họ thì mình thấy rằng là bắt đầu họ dần dần họ nhận ra rằng là ủa, phải chăng có phải là mình làm cái gì nó quá hay không, hay là tại sao cái vấn đề nó nhỏ như thế, hoặc là cái vấn đề nó chỉ nó không có gì cả, mà trong khi đấy có thể là lỗi của cả hai, mà tại sao cái vấn đề mà mãi nó không được giải quyết đó. Thì họ sẽ dần dần họ giống như là đi vào cái ngõ cụt và không có cái lối ra. Thì đó là cái trạng thái của người này. Bây giờ mình sẽ xem cái cảm xúc của người này như thế nào nhé. Ok, họ đang như thế nào sau khi làm tổn thương bạn? Họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn? Xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên với trải bàn này. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi làm tổn thương bạn? Frustrated. Bạn nhìn thấy cái người này không? Họ bị tắc đường. Đúng như cái hình ảnh mà mình vừa nói xong, là họ bị bế tắc. Họ ôm đầu và họ không biết là mình nên như thế nào, mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Bởi vì họ nghĩ rằng là dù họ có làm gì đi chăng nữa thì bạn chẳng có thể là xoay chuyển được, hoặc là cái tình thế nó cũng không được giải quyết. Nên là bản thân họ hiện giờ ấy, họ cũng không hiểu là vấn đề ở đâu, vì sao bạn lại như thế, vì sao mà, hoặc là cũng không hiểu là mình nên làm gì để tháo gỡ những cái khúc mắc trong cái vấn đề mà bạn và họ có với nhau. Mình sẽ trải thêm nhé. Cái người này họ đang cảm thấy thế nào sau khi họ gây ra tổn thương cho bạn? Curious. Người này rất là tò mò xem là thế bạn hiện tại đã nguôi ngoai chưa? Bạn đang như thế nào? Bạn có quan tâm đến họ hay không? Thì cuộc sống hiện giờ của bạn như thế nào? Trong cái thời gian mà hai người đang kiểu sao nhãng như vậy, hoặc là mỗi người có một cái đường hướng riêng, hoặc là họ đã gây ra tổn thương cho bạn như vậy, thì bạn có nói chuyện với ai hay không? Bạn có tương tác với ai hay không? Tức là cái người này, họ, mình thấy rằng là một đứa trẻ to xác nhỉ? Cái kiểu cảm giác ở đây là một đứa trẻ to xác. Họ cảm thấy thế nào sau khi gây ra tổn thương cho bạn? Và cái người này họ đang, mình không biết miêu tả nào. Các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh như này, một cái xe nó phải kéo một đống hàng tá, những cái đồ đạc ở đằng sau, và nó phải đi lên dốc ấy. Thì cái người này cảm giác như là họ đang quá sức với họ. Tức là những cái thứ mà nó đang xảy ra ở đây, nó dường như là quá sức với họ. Và đôi khi họ còn suy nghĩ rằng là có phải là, tức là ở đây có hai chiều suy nghĩ nha. Một, thứ nhất là cái chiều suy nghĩ thứ nhất là có phải là mọi chuyện nó đang làm quá lên không, tức là bạn đang làm quá những cái câu chuyện, những cái cảm xúc của bạn hay lên không. Và cái tình huống thứ hai, cái hướng thứ hai đó là có phải là cái câu chuyện đang dần dần trở nên nặng nề hơn hay không, và càng ngày nó càng thiếu đi cái khả năng có thể xử lý và giải quyết được. Và đôi khi họ còn có cái cảm, mình còn thấy ở đây có cái cảm giác là đôi khi bạn đang đổ tất cả những cái lỗi lầm, hay là đang đổ tất cả những cái trách nhiệm lên đầu họ ấy, và khiến cho họ đang giống như hai người này, họ đang ôm đầu này, và họ cảm thấy đôi khi ở đây mình còn cảm thấy được cái năng lượng là cảm thấy hơi bị bất công, hoặc là cảm thấy như rằng là mình không được giúp đỡ, tức là giống như là họ đang bị rơi dần vào cái trạng thái bế tắc, và không có cái sự hướng dẫn của bạn, không có cái sự cởi mở của bạn, không có cái sự hợp tác của bạn, và khiến cho cái người này càng ngày họ càng cảm thấy bị kiệt quệ. Cái sức lực của họ cũng không đủ để mà họ có khả năng là tìm hiểu bạn, bởi vì bản thân họ là cái người mà khá là lười tìm hiểu cảm xúc của người khác, lười tìm hiểu vấn đề,
lười khám phá hay là tìm hiểu một cái gì đó một cách sâu sắc, mà họ thường có cái trạng thái là họ chỉ quan tâm đến những cái gì nó dễ dàng hơn, nó cầm được, sờ được, nắm được, ví dụ như là công việc chẳng hạn, hoặc là ví dụ như là những cái mối quan hệ đối tác. Tôi nói một, bạn nói một, tức là nó là fair play theo kiểu như thế. Còn những cái mối quan hệ nào mà mọi thứ nó dồn hết lên đôi vai của họ ấy, thì họ sẽ cảm thấy rằng là nó hơi bị mất công bằng, nó hơi bị mất cân bằng nhỉ. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi họ làm tổn thương bạn? Empowered. Ok. Họ đang cảm thấy thế nào sau khi họ làm tổn thương bạn? Ok, đôi lúc ấy họ thì với hai cái lá bài này ngay sau cái lá bài kiệt quệ này thì mình thấy rằng là với hai lá bài này trước đi, ok, với hai lá bài này trước thì mình thấy rằng là họ hơi mâu thuẫn. Đôi khi họ rất là tự tin vào cái việc là họ có thể xử lý và giải quyết được cái vấn đề như thế này, nhưng mà đôi khi bởi vì họ là con người rất là tự tin trong công việc và rất là tự tin trong cái cuộc sống riêng của họ nhá, với những cái mối quan hệ xã hội ngoài kia, nhưng mà với cái mối quan hệ này thì mình thấy rằng là một phần ấy có những cái khoảng thời gian thì họ rất là tự tin rằng là chỉ cần tìm được một cái điểm tựa nào đó, chỉ cần tìm được một cái điểm đầu nào đó của cái sự rối rắm này thì họ sẽ tự tin rằng là họ sẽ giải quyết được, và họ sẽ tự tin rằng là họ có thể nâng được cả thế giới lên, và họ xử lý giải quyết được những cái vấn đề với công việc ngoài kia, với thế giới ngoài kia rất ổn thỏa, thì họ tự tin rằng họ có thể giải quyết và xử lý được những cái vấn đề trong về mặt tình cảm, về những cái thứ gọi là những cái cuộc sống riêng. Nhưng mà rồi họ cảm thấy hơi nặng nề và quá sức với bản thân họ, với những cái vấn đề mà họ không hiểu rằng là thế rốt cuộc là vấn đề nó ở đâu. Nó giống như là một cái đứa trẻ mà nó cứ trốn và nó cứ kiểu khá là nhút nhát, không dám đối mặt với cái vấn đề mà họ có với bạn nha. Cái người này biết là mình có lỗi nhá, cảm thấy là mình có lỗi, hiểu là mình có lỗi, nhưng mà thiếu đi cái sự tự tin là đối mặt với bạn, mà thường á họ sẽ chỉ đứng nhìn bạn từ xa, hoặc là quan sát bạn trên mạng xã hội, hoặc là thông qua những cái mối quan hệ bạn bè hoặc gia đình đó, để họ xem rằng là thế tâm trạng hiện giờ của bạn là sao, bạn đã nguôi ngoai chưa, hay là bạn còn thương họ hay không, bạn quan tâm đến họ hay không. Chứ cái người này họ mình thấy rằng là đứng trước mặt bạn và đứng trước cái vấn đề với bạn ấy, thì mình thấy rằng cái người này cảm giác như là họ bị rút hết những cái sức mạnh của họ đi, và họ không có quá nhiều cái khả năng để mà có thể đối mặt và xử lý giải quyết vấn đề. Ok, bây giờ mình sẽ trải thêm nhá, xem là có thêm thông tin gì nữa hay không nhá. Xin kết nối năng lượng, mình xem về hành động tiếp theo của người này đi. Ok, hành động tiếp theo của người này đối với bạn, người mà đã gây ra tổn thương cho bạn, thì hành động tiếp theo của họ sẽ như thế nào? Xin kết nối năng lượng với các bạn có duyên trải bài với Nas, với tụ bài này, với trải bài này, xem là hành động tiếp theo của người này đối với bạn sẽ như thế nào. Nếu như mà các bạn để ý cái cách giải thích của mình trong cái trải bài này, nó sẽ rất là dối đúng không? Bởi vì bản thân cái năng lượng của người này cũng thế. Họ đôi khi mà họ mà đứng bên cạnh bạn, hoặc là họ đối diện với bạn ấy, thì mình cảm nhận được rằng là cái lưỡi của họ hoặc là cái luân xa cổ họng của họ ấy, nó sẽ bị cứng đờ luôn. Họ có thể là họ đã tưởng tượng ra rằng là à, câu chuyện nếu mà nó đi theo cái con đường này thì họ sẽ nói như thế này, nếu bạn nói cái câu này thì họ sẽ giải quyết và họ sẽ giải thích như thế này. Nhưng mà khi mà đối mặt với bạn ấy, thì có vẻ như rằng là họ toàn cứ lờ đi lấy những cái câu chuyện nào đó để làm quà, hoặc là để bồi vào ấy, và cái lưỡi của họ và cái có thể là cái cuống lưỡi của họ, ở đây mình cảm nhận rất rõ nên là cái cuống lưỡi của họ hoặc là cái đầu lưỡi của họ nó sẽ rất là bị kiểu bị cứng hoặc là bị tê, và cái luân xa cổ họng của họ ấy, nó như kiểu là nó bị cứng ngắc lại, và họ rất là khó khăn trong việc tìm từ
để có thể nói chuyện được với bạn, hoặc là đôi khi là họ cảm thấy rằng là bởi vì là bạn cảm tưởng ấy, bạn bạn tưởng tượng là một cái người mà tự cao, cái sự tự tôn của họ rất là cao ấy, mà bạn tìm được cái điểm yếu của họ hoặc là bạn tìm được cái nhược điểm của họ ấy, thì nó sẽ là cái điểm chí mạng và họ không muốn nhắc tới. Ok. À, đây là cái kiểu người mà mình có thể nhìn thấy. Ok. Cái ngôn từ của mình nó bị dối theo đấy. Hành động tiếp theo của cái người này với bạn như thế nào nhá? Một cái lá này ra đây là 9 ly. Với hai trải bài, với hai bộ bài tarot. Cái lá đầu tiên mà mình trải ra đều là 9 ly. Các bạn thấy có kỳ diệu không? Đây vẫn là một cái mối quan hệ mà họ trân trọng. Vẫn là một cái mối quan hệ mà họ cảm thấy rằng là họ muốn nuôi dưỡng, họ muốn gắn bó, họ muốn có một cái sự đầu tư, chứ không phải là kiểu mối quan hệ mà kệ bạn, bạn sao cũng được. Không nhá, cái người này có cái sự để tâm tới cái cảm xúc của bạn, chỉ là cái sự tự cao của họ nó quá là lớn này, cộng thêm với cái tình thương, cái tình thân mà hai người có với nhau ấy, thành ra là những cái gì gọi là tội lỗi ấy, thì như kiểu là chúng ta xí xóa làm huề thay vì là giải thích và giải quyết, nó giống như là kiểu tình thân trong gia đình ấy, cái kiểu như thế. Và cộng thêm cái việc là họ họ rất là ngại đối mặt với những cái gì mà họ nghĩ là họ làm sai, nghĩ là đó là cái điểm yếu của họ, đó là cái điểm chí mạng của họ. Và bởi vì cái người này có cái sự tự tôn nó quá cao đi, cho nên là họ không muốn ai có thể nắm được cái top của họ, nắm được đầu của họ mà dìm đầu họ xuống. Đó, họ chỉ muốn là làm hòa chứ không bị là theo kiểu là mình bị nắm top. Ok. Hành động tiếp theo của người này đối với bạn, cái người mà gây ra tổn thương cho bạn sẽ như thế nào? Một cái lá nhảy ra, mình lấy luôn lá này nhá. Page of Wands. Một cái hành động tiếp theo của cái người này đối với bạn. King of Wands, các bạn có hai lá vua gậy ở đây. Hình ảnh của sư tử ở đây nó rất là mạnh. Cung lửa ở đây rất là mạnh. The Hành động tiếp theo của người này với bạn, The World. Ace of Wands. Một gậy. The Moon. Hai gậy. Hành động tiếp theo của người này, hai kiếm. Và bốn gậy. Cái người này mình thấy rằng là họ chưa có bất kỳ một cái hành động cụ thể nào hướng về phía bạn đâu, mà đây chỉ là những cái mong muốn của họ thôi nhá. Thứ nhất là họ có mong muốn là muốn làm hòa. Đấy, muốn làm hòa. Cái thứ hai đó là chúng ta hãy kết thúc một cái chương cũ, một cái sự khởi đầu mới nào đó mà giúp cho cái mối quan hệ này nó được phát triển. Và họ muốn để cho những cái câu chuyện cũ nào đó, những cái sự tổn thương nào đó nó chìm vào quên lãng, nó chìm vào lãng quên, thay vì họ muốn nhắc tới. Bởi vì cái người này hiểu rằng là à, đâu đó là một phần lỗi cho do mình, nhưng mà bởi vì cái sự tự tôn của họ quá cao. Với hình ảnh của một người vua gậy ở đây, mình trải ra hai lá bài, hai bộ bài tarot khác nhau đều ra hình ảnh vua gậy, một cái sự tự tôn rất là cao, giống như là chúa tể sơn lâm, thì họ không muốn là ai đó trèo được lên đầu của họ, ai đó hạ bệ được họ, thành ra là họ chỉ muốn rằng là à, tôi sai rồi thì để cho mọi thứ chìm vào quên lãng đi, đừng nhắc lại làm gì, và chúng ta kiểu hãy hướng về tương lai, hãy hướng về phía trước, hãy hướng và tập trung vào những cái gì nó tích cực hơn, nó tươi đẹp hơn, và đừng kiểu xoáy sâu vào nỗi đau của nhau làm gì, đừng xoáy sâu vào những cái gì nó gọi là tiêu cực. Cái điều này ấy, nó chỉ là mong muốn của họ mà thôi. Vì đôi khi mình thấy rằng là bởi vì cái tự cao cao như thế thì làm sao họ có cái khả năng để có thể lắng nghe và thấu hiểu được những người khác, hay là tự đặt bản thân, hạ thấp bản thân mình xuống để đặt vào những cái giá trị của những cái người nào đó mà có vị trí thấp hơn họ. Cho nên là cái người này muốn rằng là đó là cái cách tốt nhất để có thể là giữ lại cái mối quan hệ này, hoặc là để mà chúng ta bước tiếp cùng nhau. Nhưng mà bởi vì cái điều này nó chỉ nằm ở trong cái mong muốn của họ và thôi mà thôi, và họ hiểu được rằng là nếu như họ nói cái mong muốn này của họ ra, hoặc là thậm chí là họ
hành động theo, hành xử theo một cái cách như vậy ấy, tức là thôi điều gì nó qua rồi cho nó qua đi, nhắc lại làm gì ấy, thì họ sẽ hiểu được rằng là à bạn sẽ không cho qua, hoặc là họ sẽ phân vân rằng là liệu mình hành xử như thế, mình kiểu xử lý cái vấn đề như thế thì nó có được như những gì mà mình sắp đặt hay là như những gì mà mình mong muốn hay không. Bởi vì cái điều mà họ đang muốn ở đây mình thấy rất rõ là họ muốn cái mối quan hệ này, bởi vì cái mối quan hệ này với họ ấy, mặc dù là trong mắt họ nhá, bạn là cái người mà rất là trẻ con. Nói cái điều này thì nó hơi đau lòng một chút, nhưng mà dạ, họ nghĩ rằng là cái cách hành xử của bạn rất là trẻ con và bạn rất là tùy hứng, chứ bạn không vì những mục tiêu chung, bạn cũng không vì những cái gì nó cao cả hơn, hay là chỉ đôi khi họ nghĩ rằng là bạn hay để ý đến những cái tiểu tiết ấy. Thành ra là điều này cũng khiến cho họ cảm thấy khó chịu, mà chính cái sự nhiệt tình và sôi nổi của bạn lại là cái điều mà họ rất là yêu quý và rất là trân trọng. Bởi vì đôi phần trong cái cuộc sống của người này hơi bị cứng nhắc đó. Dù sao thì cái mối quan hệ này khi mà có là 9 ly và 4 gậy ở đây thì nó thể hiện cho cái việc mà 2 lần 4 gậy hẳn hoi nha, 2 lần 4 gậy nó thể hiện cho cái việc là ngoài tình yêu chúng ta còn tình thương, ngoài tình thương ra chúng ta còn tình thân, chúng ta còn những cái tình tri kỷ nào đó với nhau. Mối quan hệ này không thể nói bỏ là bỏ nó ngay được. Có chăng cái sự kết thúc này nó chỉ là kết thúc một cái chương mới, à chương cũ nào đó để mở ra một cái sự khởi đầu mới cho cả hai, một cái sự khởi đầu mới cho mối quan hệ để nâng cấp cái mối quan hệ này lên. Và bởi vì cái mối quan hệ này họ muốn đầu tư vào nhá, mình thấy rằng họ muốn có sự đầu tư vào, nhưng không biết là mình nên đầu tư theo cái kiểu gì. Có một cái sự mù mờ ở đây, và có thể là hai bạn có một cái năng lượng nó rất là đặc biệt với hai lá The Moon ở đây. Mình trải ra hai bộ bài khác nhau nhưng mà đều bị lặp lại ở những cái bộ ở ở những cái lá bài nó rất là đặc biệt ý, là bốn gậy này, The Moon này, rồi lại lá vua gậy này. Hai bạn có một cái sự kết nối tâm linh với nhau, cho nên là cảm thấy rằng là mình thấu hiểu nhau từng thớ thịt, mừng mình thấu hiểu nhau từ trong cả giấc mơ, hay là thậm chí là mình không cần nói gì mình cũng hiểu cho nhau. Chính vì cái suy nghĩ đó, chính vì cái năng lượng đó mà họ nghĩ rằng là à thế thôi tôi sai rồi thì bạn hiểu cho tôi đi, rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, hoặc là chúng ta lại tiến lên phía trước, chúng ta lại làm huề với nhau đó. Thì đây chỉ là mong muốn của họ thôi, chứ mình không thấy nó là cái, mình không thấy nó là cái hành động cụ thể của họ nhé. Và cộng thêm cái việc là có thể là cái người này họ có cái vẻ ngoài khá là nổi bật, họ có vẻ ngoài khá là hào hoa, và họ để ý đến cái vẻ bề ngoài của họ rất là nhiều. Cho nên là, và họ biết được rằng là chính cái điều đó nó là cái điểm thu hút bạn. Nó, họ thu hút bạn bởi cái vẻ ngoài của họ và bởi cái gọi là thần thái của họ. Nên là họ muốn lấy chính cái điều đó, giống như là thế nào, flirt bạn à, giống như là tán tỉnh lại bạn, giống như là thu hút lại bạn, giống như là khơi gợi cho bạn những cái tình yêu thương để bạn có thể là quên đi những cái tổn thương cũ, giống như là thế nào, mỹ nhân kế hoặc là mỹ nam kế đó, theo cái kiểu như thế. Để mình rút xem thêm bộ bài tình yêu xem là có thêm thông tin gì nữa hay không nhé. Xem là rồi đây, mối quan hệ này nó sẽ như thế nào. Một lá bài nhảy ra đây là Finances and Career. Cái người này như mình đã nói từ đầu ấy, họ để ý đến cái công việc tài chính của họ rất là nhiều. Cho nên là trong cái khoảng thời gian hai người có những cái vấn đề gì đó thì người này thay vì kiểu vật vã tìm hiểu xem là bạn ra sao, bạn như thế nào, vì sao bạn giận họ thì không. Họ sẽ lờ lờ lơ và họ tập trung vào cái công việc của họ, họ tập trung vào cái việc kiếm tiền, họ tập trung vào những cái gì đó mà có thể cầm được, sờ được, nắm được, chứ không phải cứ ngồi xong rồi đoán ý nhau. Đó, giống hệt như một cái người mà họ đeo kính râm, họ nghĩ rằng là à thế giới ngoài kia nó không liên quan đến mình cả, mình cứ tập trung tận hưởng cái cuộc sống của mình thôi rồi đâu sẽ có đó, theo kiểu như thế. Rồi mối quan hệ này sẽ như thế nào? Healing family issues. Mình thấy rằng là cái năng lượng dương của người này rất là mạnh nha. Dù họ là nam hay là nữ ấy, thì họ có cái tôi cao, có cái sự gia trưởng, thì có thể là họ bị mất cân bằng trong mối quan hệ hôn nhân gia đình ở bố mẹ của họ. Có thể là mẹ của họ ấy là một người khá là cứng cỏi và có cái sự áp chế, cho nên là
trong gia đình của họ mà họ có cái sự nhận thức rằng là điều đó là mất cân bằng ấy, thành ra là họ là cái người có cái sự gia trưởng nhá. Và họ muốn lấy lại cái sự cân bằng, tức là họ phải là kiểu người mà tức là mất đi cái năng lượng nữ bên trong ấy và chỉ có tập trung vào cái năng lượng nam, xây dựng cái cá tính, xây dựng cái sự mạnh mẽ, xây dựng cái sự độc lập tự cường. Nên là đây là cái vấn đề cho thấy rằng là họ đang bị thiếu đi cái tình yêu thương từ phía gia đình của họ. Họ đang có những cái tổn thương sâu sâu sắc nào đó từ phía gia đình của họ. Yeah, cho nên là nó mới sinh ra cái hình ảnh một cái con người mà thiếu đi cái năng lượng âm thế này, thiếu đi cái sự thấu hiểu như thế này. Rồi em muốn lại này như thế nào. Free yourself. Mình nghĩ rằng là với cái vấn đề mà bạn đang bị khúc mắc với người này ấy, thì người này họ sẽ không có cái động thái gì hướng về bạn để cùng bạn giải quyết vấn đề đâu, mà tự bạn phải là cái người mà buông bỏ được những cái khúc mắc ở bên trong bạn, tự bạn phải giải quyết cái vấn đề này thôi, chứ bạn không thể trông chờ vào cái người kia. Mình thấy rằng có thể bạn là kiểu người mà hơi phụ thuộc vào tình cảm trong tình cảm của người khác, hoặc là hơi phụ thuộc vào cái, tức là bạn thì hơi bị động, còn cái người kia thì quá chủ động trong cuộc sống của họ, chủ động trong công việc của họ, quá độc lập tự cường, và đôi khi khiến cho bạn cảm thấy rằng là họ không quan tâm đến bạn, họ không có sự thấu hiểu hay nhẹ nhàng với bạn, hoặc là họ không giang tay ra để cứu rỗi bạn, hoặc là để giúp đỡ bạn, và để bạn một mình bạn tự vật lộn với những cái đống tro tàn, hoặc là với những cái đống hỗn độn nào đó phía bên trong bạn. Và đôi khi bạn có cái tính theo kiểu là nạn nhân trong một cái vấn đề, hoặc là bạn theo kiểu là bạn rất là dễ bị rơi vào cái trạng thái là tự hủy hoại bản thân mình, tự ăn vạ để cho họ thấy rằng là à đấy, họ đã gây ra những cái gì, điều gì, họ phải nhìn vào những cái vấn đề mà bạn đang mang để họ phải có lỗi, cảm thấy có lỗi, để họ phải có cái trách nhiệm để họ xử lý giải quyết cho bạn. Nhưng mà thực ra cái vấn đề ở đây mình nhắc lại là những cái vấn đề gì mà bạn đang có, hoặc là thậm chí là cái sự tổn thương mà họ gây ra cho bạn ấy, nó đang trở thành cái vòng siết chặt bạn và khiến cho bạn cảm thấy khó khăn trong cuộc sống riêng, trong cái chuyện tình cảm riêng. Cho nên là việc của bạn ở đây đó là giải phóng bản thân mình ra khỏi những cái hộp mớ hỗn độn này, chứ còn chờ người này để tới xong nói yêu bạn, thương bạn rồi anh sai em sai thì không có đâu nhá. Ok. Và cái điều mà bạn đang cần phải làm ở đây đó chính là học cách tha thứ. Tha thứ cho chính bản thân mình, tha thứ cho người kia. Cái việc tha thứ này không phải là cái việc mà chúng ta quên đi những cái gì mà họ đã làm xong rồi, đến khi mà họ làm lại, họ lặp lại thì chúng ta lại ừ thôi tha thứ, lại quên đi tiếp. Rồi họ cứ hết lần này hết lần khác là họ tổn thương bạn, không phải như thế. Mà cái sự tha thứ này đơn giản là bạn sẽ cho phép bản thân mình được giải phóng ra khỏi những cái sự tổn thương. Bạn không thể mà ngày nào cũng uống thuốc độc chết từ từ xong mong họ là phải chịu trách nhiệm cho mình được. Đó, nó giống như là, tức là những cái sự tức giận của bạn, những cái nỗi buồn của bạn, những cái sự giằng xéo bên trong bạn ấy, nó chính là những cái liều thuốc độc giết chết bạn từ từ. Nhưng mà cái người kia thì họ vẫn nhởn nhơ, họ không sao cả. Đó, nó giống như một cái câu chuyện là mình uống thuốc độc nhưng mà mong người ta chết ý hoặc là mong người ta phải nhớ thương tới mình ý, thì nó hơi vô lý nhỉ. Với một cái con người mà quá độc lập, quá tự cường á, thì họ sẽ không thể xoay chuyển ở đâu, bởi vì cái tự tôn và tự cao của họ nó là trên hết. Okay. Một lá cuối cùng dành cho các bạn nhé. Xem là các bạn sẽ có gì đây. Yeah, you deserve love. Cả hai đều thiếu thốn tình yêu thương. Cánh nhiều người kia họ thiếu thốn tình yêu thương từ phía người mẹ của họ, cho nên là họ luôn luôn mong muốn là người khác thấu hiểu cho mình, bởi vì họ thiếu đi cái sự thấu hiểu với những người khác và với chính những cái hành động, lối sống, suy nghĩ của họ mà. Thành ra họ luôn tìm cái điều này ở những người khác. Và đâu đó phía bên trong bạn ấy thì thiếu đi cái năng lượng dương, tức là thiếu đi cái sự trách nhiệm với chính những gì mà mình có, thậm chí là những người khác gây ra cho mình. Bạn phải có một phần trách nhiệm trong những cái điều đó nữa, rằng là bạn không thể chờ người khác gọi là đưa cho bạn chiếc ly tình cảm, hay là họ phải yêu thương bạn, họ phải ôm ấp bạn, họ phải nói những lời ngon ngọt với bạn. Không, bạn có thể làm tự làm được chính những cái điều này. Bạn có thể tự chăm sóc được cho bạn, bạn có thể tự yêu thương chính bản thân bạn. Bởi vì yeah, cái này nó là cái khả năng vốn có của con người, nó là bản năng của con người. Yêu thương nó chính là bản năng của con người. Đó, nên là bạn, cái tình yêu thương đó nó có ở phía bên trong bạn, chứ không phải là bạn cứ chờ ở phía bên ngoài. Nên là cái câu chốt lại ở đây đó là
bạn xứng đáng được yêu thương. Ok, chứ không phải là lúc nào bạn cứ giày vò giằng xéo, rồi đôi khi là chính cái nỗi khổ niềm đau đó không phải là để người ta thấu, không phải để người ta hiểu, người ta không thể hiểu được, mà đây là bạn đang tự giết chất chết giết mòn bản thân mình mà bạn không biết, và bạn đang tự tước đi cái quyền được yêu thương trong chính bản thân mình, mà thay vì đó là bạn bắt bản thân mình là phải ôm hận mỗi ngày. Thì nha, bạn hãy thử xem rằng là bạn không hạnh phúc, người kia cũng không hạnh phúc, mối quan hệ này không hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ dẫn nhau tới đâu, trong khi bạn cứ giữ bản thân mình ở trong một cái vòng tròn, một cái vòng kim cô như thế này, và bạn không tự thoát, không tự cứu bản thân mình, không tự thoát ra, mà cứ phải chờ một ai đó đến cứu mình. Trong khi là người ta cũng có việc của người ta, mà người ta còn đeo mắt kính râm, mà người ta còn không có cái khả năng gọi là thấu hiểu ngay chính những cái hành động hay là lời nói của bản thân mình nữa là trong người khác. Và cái chốt hạ lại ở đây đó là hãy tự cứu chính bản thân mình thay vì chờ người khác nhé. Ok, thì đó là những cái thông tin mà mình có thể dành được cho các bạn ở tụ bài này, ở trải bài này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và nếu như các bạn cảm thấy hay, các bạn cảm thấy có sự liên kết, thì mình mong các bạn cho mình một like, subscribe và hãy ủng hộ kênh mình bằng cách là ấn vào đăng ký, ấn vào biểu tượng chuông để chia sẻ những cái thông điệp ở đây giúp mình, và cũng như là để có thể nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới. Và mong các bạn hãy chia sẻ thông điệp để chúng ta có thể lan tỏa những cái thông tin đến với những cái người mà họ đang cần nhé. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.